Chào quý vị các bạn nhé. Đây mình sẽ gửi đến các bạn một số cây liệu vườn nhà để giới thiệu cho các bạn chia sẻ và giao lưu. Rất nhiều quan tâm, nhiều người quan tâm đến cây liệu vừa có hoa vừa có quả. Và cơ bản cây của mình ở đây mình toàn cốt một hết các bạn nhé. Cốt một. Đây các bạn xem cây này to hơn ngón tay cái bằng ngón chân cái nhé các bạn nhé. Gần bằng gốc. Mình quay để chia sẻ các bạn luôn. Làm một cái video để chia sẻ cho anh em. Thích thì sẽ giao lưu. Đây quả rất đẹp đây. Như vậy là hiện tại trong vườn mình đang có 8 cây liệu các bạn nhé. Hoa liệu rất đẹp các bạn ạ. Nở rất đẹp. Sau khi nở xong lại có quả nữa. Đấy, chơi cũng rất hay. Nhà các bạn mà muốn chơi thì mua một đôi này chơi. Để rất là đẹp. Mình quay video mang tính chất chia sẻ và giao lưu các bạn luôn. Cái này chúng ta có thể chuyển đường bưu điện cũng được. Và chuyển xe cũng tiện, cây nó không cồng kềnh lắm. Đây các bạn. Rất là đẹp. Ngoài liệu ra thì mình có một số hoa. Nguyệt quế các bạn. Nguyệt quế đang nở hoa nhé. Đứng quay này rất là thơm các bạn. Đây. Một cây ba thân. Hoa đang rất nhiều. Bên cạnh này là một cây hoa ngọc anh các bạn nhé. Hoa ngọc anh chia thành hai thân, thân to, hai thân to và thân sạch. Cây rất đẹp. Đây các bạn, buổi chiều lên quay nó hơi tối một chút, hoa đẹp không ạ?
đây các bạn nhé. Nếu các bạn quan tâm thì hãy alo cho Phương theo số điện thoại là 0974 299 099 để chúng ta có thể thương lượng về giá cả. Mình ít khi nói giá ở trên YouTube lắm, vì có thể bảo đắt rồi có thể bảo rẻ rồi bình luận nó không hay lắm, nên ai quan tâm thì hãy điện cho mình. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi, hãy nhớ là ấn đăng ký và ủng hộ kênh của Phương để các bạn thường xuyên nhận được những video mới nhất về cây cảnh và giao lưu cây cảnh các bạn nhé. Chào quý vị các bạn.